gọi là máy phay xếp khóa vạn năng này, nó có thể phay được cho mình tất cả các bản nhôm này, từ bản to nhất đến bản nhôm vừa vừa nhá. Đấy, đây là bản 108 này, bản này là 150 này. Đấy, nó có chiều cao của nó là có thể mình đầu máy của mình chỉnh lên xuống được nhá. Và những cái bản nhôm nhỏ nhất thì nó cũng có thể phay được anh em nhá. Thì cái đầu máy này của mình thì mình có thể chỉnh lên xuống được này. Đấy, anh em mình có thể chỉnh cái đầu máy này lên xuống được. Đấy, rất là trơn tru và nhẹ nhàng này. Và của nó thì cái giữ khóa của nó thì mình bên mình đã khắc hết cho anh em rồi nhá. Huy Hoàng với cả Kim Long thì là chung một dưỡng này, có luôn tim và bụng rồi này. Ví dụ như tim nó là một sinh pha thì là 123 này, bụng là 155 này, AG này, đầy đủ hết này. Đấy, và sau đây mình thay cho anh em một bộ nhôm của hệ nhôm sinh pha. Mình sẽ chuyển qua bụng này. Có cắt bụng ở trên này sẵn rồi, anh em chỉ được chuyển qua bụng thôi. Anh em mình đẩy trước về bụng của nó nhá. Có cắt ở trên máy rồi. Đây, anh em xem nhá. Anh em thẩm giúp mình cái này. Bộ khóa này rất là sắc nét này, xuyên hết sang bên kia nha anh em nhá. Đấy, anh em nhìn này. Bụng này. Bụng ra bụng nhá. Đấy. Rất là đẹp cho anh em này. Quá ok luôn. Bạn quay tổng thể vào máy cho anh em xem này. Một con máy là quá tuyệt vời.